Nha Trang thuộc tỉnh Khánh Hòa luôn được biết đến là vùng đất được thiên nhiên ưu ái khi sở hữu những cung đường và vịnh biển thuộc top đẹp nhất thế giới. Với những lợi thế mà tàu hóa ban tặng, vùng đất này đã nhanh chóng phát triển vượt bậc, trở thành một đô thị du lịch năng động bậc nhất Đông Nam Á. Năm 2022 là một nét son rực rỡ khi đánh dấu 45 năm nâng cấp và phát triển của thành phố Nha Trang. Nhiều chính sách chiến lược về phát triển đô thị đã được chính quyền đương nhiệm thông qua với mục tiêu đưa nơi đây trở thành đô thị trực thuộc trung ương trong tầm nhìn đến năm 2030. Bất cứ ai từng đến Nha Trang có lẽ cũng đều cảm nhận được nhịp sống nửa hiện đại, nửa chậm rãi thụ hưởng của thành phố này. Sự kết hợp hoàn hảo giữa cảnh quan thiên nhiên làm say đắm lòng người và hệ thống cơ sở hạ tầng rộng rãi, khang trang biến nơi đây trở thành một trong bốn thành phố đáng sống của Việt Nam. Trong kế hoạch phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Nha Trang được coi là đô thị hạt nhân và là một trong ba vùng kinh tế xã hội trọng điểm của tỉnh. Nghị quyết đã được chính phủ thông qua, mở ra vô vàn cơ hội đầu tư và xây dựng diện mạo mới cho Nha Trang, trong đó có cơ sở hạ tầng, du lịch và kinh tế của thành phố biển. Các con số ấn tượng cho thấy, Khánh Hòa đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Trong 9 tháng đầu năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP ước tăng 20,48% so với cùng kỳ năm 2021. Thu ngân sách nhà nước ước đạt 12.270 tỷ đồng, bằng 102% dự toán, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt ghi dấu ấn là các con số cho thấy sự trở lại mạnh mẽ trên đường đua du lịch sau đại dịch của Hòn Ngọc Biển Đông, chứng tỏ vị thế không thay đổi của vùng đất này trong lòng du khách trong và ngoài nước. Nhu cầu du lịch từ nhiều tỉnh, thành phố đến Nha Trang tăng mạnh, cùng với đó là thị trường khách quốc tế đang dần hồi phục. Chính sách nhập cảnh thông thoáng hơn đã góp phần đưa doanh thu du lịch 9 tháng đầu năm 2022 đạt 10.940 tỷ đồng, đạt 274% kế hoạch, tăng gấp 5,6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng số khách đến tham quan nghỉ dưỡng tại thành phố tăng gần 4 lần, trong đó khách quốc tế tăng gấp 7 lần. Số khách lưu trú đạt 1,7 triệu lượt người, tăng 3,9 lần so với cùng kỳ năm 2021 với hơn 4 triệu ngày khách lưu trú. Với mục tiêu hướng đến là trung tâm du lịch biển quốc tế và trở thành thành phố tổ chức các sự kiện văn hóa cấp quốc gia và quốc tế, Nha Trang đang được đầu tư mạnh về hạ tầng giao thông với sự phát triển vượt bậc và đồng bộ của hệ thống đường bộ, đường thủy, đường sắt và đường hàng không. Về đường bộ, trong các dự án hạ tầng giao thông đang được triển khai, có 3 dự án đường bộ đáng chú ý, hứa hẹn sẽ mang lại nhiều đổi thay cho phố biển. Đó là cao tốc Bắc Nam, nút giao thông Ngọc Hội Vĩnh Điểm Trung và đường vành đai kết nối nút giao thông Ngọc Hội. Bên cạnh đó, còn dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, cao tốc Nha Trang - Phan Thiết, Nha Trang - Bình Định đang được triển khai sẽ góp phần kết nối du khách đến với Vịnh Ngọc dễ dàng hơn. 2. Về đường thủy, trên địa bàn tỉnh hiện có 5 cảng biển, 176 bến thủy nội địa, tổng số tuyến đường thủy nội địa gần 2.000 km. 3. Về đường sắt, ga Nha Trang hiện là nhà ga chính trên tuyến đường sắt Bắc Nam, sở hữu chuyến tàu 5 sao đầu tiên chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang. 4. Về đường hàng không, hiện sân bay Cam Ranh đang được đề xuất nâng cấp và mở rộng nhằm tăng công suất lên 36 triệu hành khách một năm. Tiềm năng du lịch, chiến lược phát triển đô thị cùng hạ tầng giao thông là những yếu tố khiến Nha Trang trở thành đích ngắm của nhiều nhà đầu tư bất động sản trên cả nước. Theo thống kê quý 1 năm 2022, nhu cầu tìm kiếm bất động sản toàn tỉnh Khánh Hòa tăng 37% so với thời kỳ trước dịch và tăng 25% so với quý 1 năm 2021. Báo cáo cũng ghi nhận nhu cầu tìm thuê chung cư tại Khánh Hòa tăng 8% so với quý 1 năm 2021 và tăng gần 10% so với thời điểm trước dịch. Theo các chuyên gia, thị trường căn hộ được đánh giá là đang dần hồi phục và sẽ sôi động khi khách du lịch quốc tế quay trở lại ngày một tăng. Bất động sản Nha Trang sẽ còn tăng giá nhờ tiềm năng sinh lời từ giới đầu tư trong nước và quốc tế, đặc biệt là các căn hộ có tính sở hữu lâu dài do nguồn cung khan hiếm. Cuộc bứt tốc của hạ tầng đô thị cũng như sự cởi mở trong cơ chế, chính sách của thành phố biển sẽ mở ra cơ hội vàng cho bất động sản căn hộ tại Nha Trang trong thời gian tới.
Với định hướng đầu tư phát triển tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai gần, việc sở hữu bất động sản tại Nha Trang lúc này chính là đang đón đầu thời cơ sinh lời hiếm có trước khi một khung giá mới được thiết lập tại đô thị biển đang trên hành trình vươn tầm quốc tế này.